Lý Minh Thuận kéo bằng được Phạm Văn Vương đi du lịch Đà Nẵng sau khi mê mệt bánh tráng cuốn. Có lẽ vì không thể cưỡng lại vẻ đẹp, sự thân thiện cũng như ẩm thực của Việt Nam, mà chỉ chưa đến một tuần sau khi qua, bị phát hiện sang Việt Nam ăn bánh tráng cuốn thịt heo, mà Lý Minh Thuận phải kéo bằng được bà xã Phạm Văn Vương sang Việt Nam du lịch trải nghiệm. Ngày 20 tháng 12, Phạm Văn Vương đăng lên Instagram đoạn video ghi lại cảnh ba người trong gia đình cô dạo chơi trên bãi biển buổi tối. Con trai cô Z đứng trước biển thực hiện động tác nhảy ăn mừng Argentina giành được cúp vô địch World Cup 2022. Cậu bé dường như là fan lớn của danh thủ Lionel Messi. Lý Minh Thuận và Phạm Văn Vương cũng hào hứng vẫy tay với máy quay. Đáng chú ý, gần cuối video có tiết lộ nơi mà cặp vợ chồng đình đám Singapore và con trai đang ở là bãi biển Mỹ Khê, Đà Nẵng. Trên Instagram Story, ngày 22 tháng 12, mỹ nhân thần Điêu Đại Hiệp cũng chia sẻ hình ảnh đi ăn hải sản tươi sống, thưởng thức cà phê dừa, cà phê sữa trứng tại thành phố biển miền Trung Việt Nam. Trước đó, Lý Minh Thuận cũng được người hâm mộ phát hiện tại nhà hàng bánh tráng cuốn thịt heo ở Đà Nẵng. Được biết, khi thưởng thức bánh tráng cuốn thịt heo, anh còn gọi thêm trà sâm dứa uống cùng cho chuẩn vị. Nhiều người cho rằng sở dĩ Lý Minh Thuận đi một mình vào tuần trước có lẽ là đi khảo sát trước, sau khi đưa vợ con cùng du lịch. Nhưng cũng có người cho rằng có thể là họ đã đi cùng nhau, nhưng chủ quán chỉ kịp chụp cùng Lý Minh Thuận, nên người hâm mộ không thể biết Phạm Văn Vương cũng đi cùng chồng. Thông tin Lý Minh Thuận và Phạm Văn Vương du lịch Đà Nẵng khiến người hâm mộ vô cùng thích thú. Trên mạng xã hội, nhiều người để lại bình luận chào mừng hai vợ chồng đến với Đà Nẵng, thành phố đáng sống, đồng thời hy vọng sẽ may mắn bắt gặp cặp đôi diễn viên thần Điêu Đại Hiệp khi du hí tại Việt Nam trong những lần tiếp theo. Đây không phải là lần đầu tiên Lý Minh Thuận đến Việt Nam. Cách đây 12 năm, nam diễn viên cùng bà xã Phạm Văn Vương, nữ chính thần Điêu Đại Hiệp 1998 cũng từng tới Việt Nam tham dự sự kiện của một thương hiệu thời trang danh tiếng. Thời điểm đó, Phạm Văn Vương và Lý Minh Thuận vô cùng nổi tiếng ở làng giải trí châu Á. Được biết, thương hiệu thời trang đã phải chi 200.000 đô la Mỹ để mời cặp đôi tới tham dự sự kiện này. Lý Minh Thuận và Phạm Văn Vương đều sinh năm 1971, là cặp đôi phim giả tình thật người Singapore, nổi tiếng châu Á. Họ nhiều lần kết đôi trên màn ảnh, nổi bật nhất là trong Thần Điêu Đại Hiệp 1998, Thanh Xà Bà Xà 2001, Buôn Nguyện, Tình Yêu Thời Sắc. Cặp đôi nổi tiếng bắt đầu hẹn hò vào năm 2000 và kết hôn vào năm 2009. Để có được cái kết viên mãn này, Lý Minh Thuận trải qua nhiều năm chinh phục trái tim người đẹp. Anh phải lòng Phạm Văn Vương trước và tỏ tình khi đóng chung Thần Điêu Đại Hiệp, nhưng không thành vì nàng đang trong mối quan hệ 10 năm với người khác. Không bỏ cuộc, tài tử họ Lý vẫn kiên trì ở bên cạnh Phạm Văn Vương. Cùng cô trải qua nhiều biến cố tình cảm, gia đình và sự nghiệp. Cuối cùng, Phạm Văn Vương cũng cảm động trước tấm chân tình của bạn diễn cùng tuổi. 5 năm sau ngày cưới, gia đình nhỏ lại hoàn hảo hơn khi bé Z chào đời. Trong một chương trình, Văn Vương từng kể ấn tượng đầu của cô về ông xã tương lai rất đặc biệt khi họ cùng tham gia một cuộc thi truyền hình. Lần đầu tiên nhìn thấy Lý Minh Thuận qua ảnh, tôi đã thốt lên, ông chú này là ai nhỉ? Không biết bao nhiêu tuổi mà vẫn tham gia thi. Đến khi họ nói anh ấy vẫn còn trẻ, tôi đã rất ngạc nhiên. Lý Minh Thuận ngồi cạnh cô đã trêu chọc, rồi em lại lấy ông chú đó rồi chung sống đến giờ. Câu bông đùa của chồng khiến cho Văn Vương bật cười, quay ra đáp lại bằng một cái đánh yêu vào tay. Cô nói, sau đó lúc nghỉ ngơi tôi gặp trực tiếp trò chuyện với anh ấy, khi đó nhận ra anh thật đẹp trai, thật xấu hổ vì đã nghĩ anh ấy già, sao anh ấy không ăn ảnh hơn chứ. 13 năm trôi qua, Lý Minh Thuận và Phạm Văn Vương vẫn là cặp đôi vàng của showbiz Singapore và cả châu Á. Dù không còn ở đỉnh cao sự nghiệp, họ viên mãn trong cuộc sống cá nhân. Trên Instagram, cặp đôi thường xuyên chia sẻ hình ảnh cùng con trai vui đùa bên nhau, đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Khi phóng viên hỏi họ có bao giờ cãi vã tức tối với nhau đến mức ném đồ đạc nói lời nặng nề, cô hài hước đùa, chỉ những người rất may mắn mới có đặc quyền nhìn thấy những điều đó. Không còn trẻ nhưng cả hai vợ chồng vẫn là những ngôi sao hot nhất nhì showbiz Singapore vì đời tư sạch và nhiệt huyết cống hiến cho giới giải trí.